mọi thứ ác nghiệp tạo từ xưa đều do vô thủy tham sân si ở nơi thân miệng ý mà sinh. Con nay sám hối hết tất thảy. Đây là bài kệ sám hối nghiệp chướng. Sự sám hối vô cùng quan trọng. Tại sao phải sám hối? Bởi vì tội ác đầy trời, sám hối liền tiêu. Bất kể quý vị đã lỡ phạm tội lỗi gì, chỉ sợ quý vị không sám hối. Nhưng một khi quý vị sám hối thì tội lỗi sẽ biến mất. Ở Trung Quốc, Khổng Tử nói: đã sai thì không nên ngại sửa. Nếu quý vị có lỗi thì đừng sợ sửa lỗi. Nếu quý vị sợ sửa lỗi thì sai lầm của quý vị sẽ càng nhiều hơn. Còn nếu biết sai và sửa thì lỗi lầm sẽ trở về không. Và quý vị sửa sai rồi thì cũng giống người không có lỗi. Còn nếu quý vị muốn che đậy quá khứ của mình, giấu kín những sai lầm, không muốn để ai biết về tội lỗi của mình, thì tội lỗi của quý vị sẽ trở nên nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn. Bởi vậy nói, sai chịu sửa, quy về không. Những người bình thường và những người ngu ngốc, họ nói rằng họ không có lỗi. Người ngu ngốc không có lỗi. Kẻ tiểu nhân giấu sai. Những người tiểu nhân nếu có lỗi lầm thì họ sẽ che giấu tội lỗi của mình, không muốn để người khác biết. Tiểu nhân là như vậy. Còn quân tử thường sửa sai. Bình thường người quân tử thấy mình sai và hoan hỷ sửa đổi lỗi lầm. Thánh nhân thì ít lỗi lầm. Ít ở đây là của nhiều đời quá khứ. Còn Phật và Bồ Tát thì không có lỗi lầm. Như đã nói, vạn tích sở tạo chư ác nghiệp. Vãng tức là trong quá khứ, tức là kiếp trước. Cuộc sống trong những kiếp quá khứ, từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tạo ra ác nghiệp vô lượng vô biên. Tại sao lại tạo ra quá nhiều nghiệp xấu ác như vậy? Đều do vô thủy tham sân si tạo nên mọi ác nghiệp. Tại sao lại vậy? Và nguyên nhân do đâu sinh ra như thế? Cũng từ vô thủy kiếp đến nay đã nuôi dưỡng tâm tham lam, nên sinh ra tâm sân hận và sinh ra tâm si mê. Do có lòng tham, lòng tham vô độ, nên đã tạo ra rất nhiều tội lỗi. Nếu như tham không được, đã không được vật mình thích, thì sinh ra phiền não. Có tâm sân hận thì lại sinh ra phiền não. Tại sao sinh ra phiền não? Tại bởi vì ngu si. Ngu sinh ra rồi thì lại dẫn lối đến tham lam. Vậy nên gốc rễ của tham lam là ngu si, tức là do vô minh mà sinh ra vô minh. Bởi vậy nói, tất cả đều do vô thủy tham sân si sinh ra từ thân, khẩu và ý. Những nghiệp từ thân đã gây tạo sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Những nghiệp từ ý tham sân si
miệng thì thêu dệt vọng ngôn, nói lời ác khẩu và hai chiều. Mười điều nghiệp ác như vậy đều sinh ra từ thân khẩu ý của con. Nay con nguyện xin sám hối và ăn năn tất cả những lỗi lầm, nguyện sửa sai và làm lại từ đầu. Om Ha 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 Un Sam Mo Di So Ha.